Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Các thể loại ôm đặc thù Việt Nam Ngày 3 tháng 10, báo Tiến Dân đang bài bình luận Ngoài bia ôm, còn có hộp ôm, dạy ôm, học ôm và báo ôm của tác giả Mai Bá Kiếm Thời báo chấm đê giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu Dân gian nói câu trên để chỉ mối quan hệ nhân quả giữa yêu và ôm Nhưng quan gian nghĩ không cần phải yêu mới được ôm mà chỉ cần có boa là có ôm và càng ôm thì càng mạnh bởi không phải yêu thì không thể yếu từ đó bia ôm mọc lên các cô gái cho khách ôm để lấy tiền tiếp tự xóa đói giảm nghèo hình ảnh bài trên báo tiếng dân rồi các quan quyền không muốn tiêu tiền mà chỉ cần có quyền là có gái sạch để ôm liền Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh nhiều lần gửi công văn đến phòng giáo dục và đào tạo trường mẫu giáo trường tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn yêu cầu cử nữ giáo viên đi tiếp khách VIP trong các cuộc họp nhân các ngày lễ lớn. Trưởng phòng, hiệu trưởng nịnh cử các cô giáo đẹp uống cừ đi tiếp quan, rượu vào lời dê ra, thay vào tay quơ vô body, tạo ra phong trào hợp ôm bên cạnh bia ôm. Bị mạng xã hội và báo chí phanh phui, trưởng phòng giáo dục đào tạo Thanh Minh, chuyện điều động nữ giáo viên đi tiếp khách là chuyện bình thường thôi, cũng may ổng chưa nâng quan điểm lập trường là nhiệm vụ chính trị ở huyện tuy đức trên tây nguyên không có công văn của huyện nhưng nữ hiệu trưởng trường mầm non hoa lan cũng điều nữ giáo viên đi tiếp khách là công ty nam tây nguyên đồn biên phòng và ban quản lý rừng phòng hộ vào những ngày không phải là ngày lễ trong bia ôm có má mì điều đào trong hộp ôm có hiệu trưởng điều đào dưới sự chỉ đạo của tiến mì trưởng phòng giáo dục đào tạo năm 2018 dưới thời Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy định nữ sinh viên sư phạm bán dâm 3 lần mới bị đuổi học. Bán dâm là hành vi chịu sự điều chỉnh của các nghị định xử phạt hành chính do chính phủ ban hành. Mắc mớ gì anh Nhạ ra quy định ngộng nghiệu vậy? Thấy nữ sinh viên còn được quyền bán dâm 3 lượt. Các thầy giáo gian nghĩ chỗ quen biết, thầy ôm, nựng, trọn tí có làm sao đâu. Vậy là phong trào dạy ôm mọc lên. Hậu quả, một giảng viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội bị khiển trách và thôi chức trưởng bộ môn giáo dục quốc phòng vì tội dạy ôm, cầm tay ôm nữ sinh viên. Một thầy ở trường trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhà bè, xin nghỉ việc không lương, chờ hưu đợi vì ôm, sàm sở một nữ sinh trong giờ dạy. Một thầy giáo trường trung học cơ sở Vĩnh Bình Nam 1, Kiên Giang, bị đình chỉ công tác vì ôm hôn một nữ sinh trong giờ dạy. Hình ảnh cô giáo và nam sinh thân mật đang lan truyền trên mạng xã hội. Thấy phong trào dạy ôm của mấy thầy phát triển, một nam sinh lớp 10 trường trung học phổ thông Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội, mạnh dạng phát động phong trào học ôm. Trong giờ giải lao giữa hai tiết, cô giáo trẻ đẹp 23 tuổi buồn, ngồi trên bàn giáo viên, nam sinh lớp 10 lên ngồi ôm cô an ủi, ui án nhờ thầy nhà nữ sinh viên sư phạm được buông tam bận nhờ thầy trưởng phòng giáo dục thị xã hồng lĩnh quan quyền mới có hợp ôm nhờ môi trường ô trọc thầy dâm trò dê mới được dạy ôm và học ôm cũng có tổng biên tập trưởng ban ôm nữ phóng viên trong tòa soạn cũng có phóng viên thực tập chịu đổi tình lấy nhuận bút mới tạo nên báo ôm nói luôn như vậy cho công bằng được biết vụ cô giáo và nam sinh thân mật trong lớp xảy ra sáng ngày 27 tháng 9 tại phòng học lớp 10A4 của trường trung học phổ thông Thạch Bàn. Nhà trường đã tạm thời đình chỉ dạy và học đối với cô giáo và học sinh có liên quan để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, hiệu trưởng trường này vẫn bao biện rằng do góc quay nên gây ra hiểu lầm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin các thể loại ôm đặc thù Việt Nam năng lực thu hút đầu tư của Việt Nam tụt hậu so với khu vực. Ngày 2 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay, chưa chọn Việt Nam, Google đầu tư hàng tỷ đô la vào Malaysia, Thái Lan. Vì sao? Theo đó, Google, hãng khổng lồ về công nghệ của Mỹ, tuyên bố liên tiếp trong hai ngày nay về việc đầu tư tổng cộng 3 tỷ đô la vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng các trung tâm dữ liệu, thay vì chọn Việt Nam, dù hãng đã cân nhắc tới Việt Nam cách đây hơn một tháng. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy nói rằng Việt Nam bị bất lợi khi cạnh tranh với hai nước láng giềng trong trường hợp cụ thể này về các mặt gồm chất lượng nhân lực, cơ sở hạ tầng và niềm tin của doanh nghiệp về mức độ can thiệp của chính quyền vào hoạt động kinh doanh. VOA trích từ các hãng tin nước ngoài cho biết Google và chính quyền Malaysia đã làm lễ động thổ xây dựng một trung tâm dữ liệu kèm vùng lưu trữ dữ liệu đám mây trị giá 2 tỷ đô la hôm 1 tháng 10. Google nói rằng khoản đầu tư này sẽ tạo ra 26.500 việc làm và đóng góp hơn 3 tỷ đô la vào nền kinh tế Malaysia trong thời gian từ nay đến năm 2030. Trước đó một ngày, Google cũng khẳng định sẽ đầu tư 1 tỷ đô la vào một trung tâm tương tự ở Thái Lan, tạo ra trung bình 14.000 việc làm mỗi năm từ nay đến năm 2029. Theo VOA, chỉ cách đây hơn một tháng, hôm 29 tháng 8, các hãng tin nước ngoài đưa tin rằng Google cân nhắc việc xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn ở Việt Nam, có thể là tại một nơi gần Sài Gòn. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó sẽ là dự án đầu tiên thuộc dạng này ở Việt Nam do một hãng công nghệ lớn của Mỹ đầu tư. Nhưng cho đến nay, vẫn theo VOA, chưa có thêm thông tin về việc Google có thực sự đầu tư vào Việt Nam hay không. Một trong những lý do khiến Việt Nam để tuột mất khoản đầu tư của Google theo Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ là chất lượng nhân lực ở Việt Nam không bằng hai nước láng giềng nêu trên. Các trường đại học của họ từ lâu đã dùng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai rồi. Người kỹ sư hay người quản lý ở trình độ cao thì dễ tìm, khả năng chất lượng làm việc của họ cao hơn hẳn Việt Nam. Google và chính quyền Malaysia làm lễ động thổ xây dựng trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD. Yếu tố thứ hai mà Việt Nam kém Malaysia và Thái Lan là cơ sở hạ tầng. Tiến sĩ Vũ cho rằng đường cao tốc, mạng internet và những cơ sở vật chất khác của hai nước kia tốt hơn nhiều so với Việt Nam. Nguyên nhân thứ ba là cơ chế dân chủ ở Malaysia và Thái Lan, dù chưa hoàn hảo như các nước phương Tây, song vẫn hơn Việt Nam. Hai nước này có quốc hội tách bạch với chính phủ, có lực lượng đối lập, chính quyền tôn trọng thông tin của người dân và doanh nghiệp không có việc chính quyền ép doanh nghiệp phải chia sẻ thông tin khi chính quyền muốn theo dõi người dân. Ông Vũ đưa ra bức tranh khái quát. Ông Vũ lưu ý thêm rằng mức lương công nhân và kỹ sư tại Việt Nam giờ đây đã cao hơn trước rất nhiều và không rẻ hơn so với hai nước láng giềng này. VOA cũng đã liên lạc với Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Ngoại giao để hỏi về phản ứng của họ liên quan đến quyết định mới nhất của Google, nhưng chưa nhận được câu trả lời voa cho biết tiến sĩ vũ nhận định rằng việt nam đối mặt với những cản trở không dễ vượt qua đó là nền giáo dục lạc hậu và vấn đề lớn hơn nữa là cơ chế chính trị không tạo đất sống cho tự do ngôn luận tự do học thuật tự do sáng tạo tiến sĩ vũ nhấn mạnh kiểm soát ngôn luận và thông tin kể cả thông tin ở dạng dữ liệu là nét đặc trưng của đất nước do đảng cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo với lý do duy trì an ninh quốc gia nhưng điều này mâu thuẫn với nhu cầu độc lập của các công ty công nghệ và vì vậy họ không thấy thoải mái khi hoạt động ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức khung học thời Thời Báo .d với bản tin năng lực thu hút đầu tư của Việt Nam tột hậu so với khu vực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất.